Chào quý khách hàng, hôm nay lên clip để giới thiệu với anh em một số sản phẩm nha. Và trước khi đi vào nội dung chính thì mình nói về cái hình thức bán hàng và giá của từng sản phẩm nha mọi người. Thì anh em xem ở đây nha. Thì mình nói sơ về hình thức bán hàng thì anh em có xài tài khoản trên điện thoại thì mình chuyển khoản, còn không thì nhận hàng trả tiền bình thường. Điều quan trọng nhất khi anh em mua hàng là xem, nghe, suy nghĩ kỹ trước khi quyết định chốt hàng. Và khi quyết định chốt hàng rồi thì chịu trách nhiệm với quyết định của mình. Anh em đặt hàng thì lưu ý là giá đã bao gồm phí vận chuyển hết, và anh em mua từ sản phẩm thứ hai trở đi thì mỗi sản phẩm sẽ được giảm 30.000 đồng nha, từ sản phẩm thứ hai trở đi. Do đó trong một clip anh em có thể chọn hai ba món để cho mình đỡ tốn phí ship, thì cái giá của cái món hàng nó sẽ rẻ xuống nha mọi người, tại vì giá đã bao gồm phí vận chuyển. Và anh em chốt hàng thì qua số điện thoại là 0988 190303, số đó là có sử dụng Zalo luôn, hoặc là nhắn qua SMS gọi trực tiếp, hoặc là nhắn qua Zalo cũng được. Không chốt hàng qua phần bình luận phía dưới video nha. Còn về quỹ lá lành đùm lá rách thì khi nào có anh em nào đóng góp phát sinh thì mình sẽ công bố, còn không thì mình tự theo dõi ở trên sổ nha mọi người. Rồi còn về cái một lần nữa thì anh em chốt hàng là lưu ý là xem, nghe, suy nghĩ kỹ trước khi quyết định chốt hàng. Và khi quyết định chốt hàng rồi thì chịu trách nhiệm với quyết định của mình. Anh em xem, nghe, suy nghĩ của món hàng này như thế nào, xuất xứ từ đâu, công dụng ra sao, có phù hợp với nhu cầu sử dụng, sở thích, sưu tầm của mình hay không, phù hợp với túi tiền của mình hay không, rồi hãy liên hệ đặt hàng nha mọi người. Rồi không làm mất nhiều thời gian của anh em nữa, mình vào nội dung chính luôn nha. Vào nội dung chính luôn cho nó nhanh nha mọi người. Đó, không làm mất nhiều thời gian của anh em nữa. Rồi, mở đầu là mã số 1 nha mọi người. Mã số 1 giá 300k đã bao phí vận chuyển cho anh em luôn. Là nước hoa gồm có 7 chai nè. 7 chai, 7 mùi, mỗi chai là 15 ml nha mọi người. Mỗi chai là 15 ml, 7 chai là 105 ml. Thơm 48 tiếng, 48 tiếng là với điều kiện anh em để sức trên quần áo á, lăn trên quần áo rồi anh em để vào cái phòng á thì nó 48 tiếng. Còn mình xài mà mình đi làm rồi mọi người thì từ sáng tới chiều là ngon lành nha. Cái này thì mình cũng đã có test dùng là khá là ok á mọi người. Thì cái dạng đó là dạng lăn nha, dạng lăn, anh em lưu ý dạng lăn, lăn chứ không phải xịt nha mọi người. Đây, đó là dạng chạy lăn. Rồi giá mã số 1 là 300k nha mọi người, bao phí vận chuyển cho anh em luôn. Nói chung là mấy cái hàng nào xài ngon thì mình nói ngon nha mọi người. Anh em mua cái này thì mình xài thử được 7 mùi nha, xài thử được 7 mùi. Rồi tiếp theo là mã số 2. Mã số 2 cũng 300k luôn, nó cũng là nữ luôn nha mọi người. Nước hoa của nữ, nước hoa của nữ đó, 7 chai nước hoa của nữ 48 tiếng nè. Nó cũng y chang vậy đó, nó chỉ khác là khác cái nam và nữ thôi. Để made in Jiangxi nè, nhưng mà này là chắc ăn là xuất xứ là Trung Quốc hay là Việt Nam gì đó mọi người, chắc ăn chăm chăm không phải là nước hoa Pháp rồi. Nước hoa Pháp thì không thể nào mà có cái giá này được nha, anh em lưu ý. À, mã số 2 giá 300, bao phí vận chuyển cho anh em luôn. Tiếp theo là mã số 3 là combo hai cái dao nha mọi người. Hai cái dao này giá 320.000. Bao phí vận chuyển cho anh em luôn. Anh em nào mà mua một cây thì giá 200 nha. Một cây thì giá 200. Đó, còn hai cây vậy là 320 thôi, lúc trước mình bán 350 nhưng mà bây giờ là bán 320 thôi mọi người. Bao phí vận chuyển cho anh em luôn. Nó đóng Siki da băng này nha mọi người, made in da băng, nhưng mà dao này thì chắc là dao của Hàn Quốc hay là Trung Quốc gì đó chứ không phải là Đài Loan hay Trung Quốc gì đó, chứ không phải là sản xuất tại Nhật đâu. Nhưng mà nó giả vân gỗ rất là đẹp nè. Đó, giả phần gỗ rồi nó liền nguyên khối nè, cầm rất là chắc chắn, nặng tay nha, cầm nặng tay lắm, anh em xài cầm này xài sướng lắm. Độ dày của nó là khoảng 2,7 ly và độ bén thì siêu bén rồi. Anh em nào biết mài dao là xài nó lục lục á, mình mài là nó cực kỳ bén luôn. Khi mà anh em đúc ngay á là nó rất là bén nha, tại miếng giấy này miếng giấy mỏng, bén ngót luôn nha. Và anh em xài mà lỡ mà nó có lục á, mà mình không có đồ mài á, mình có thể lật cái chén kiểu vậy mọi người, chén bằng sành sứ á, cái đít lên mình liếc nó cũng bén nữa nha, liếc cũng bén nữa. Rồi mình quên đo cái chiều dài dao này, là gọi là cái dao thái thịt mọi người, dao sắc rồi đó. 33 nè, dài là khoảng 33,5, còn dài toàn thân cái dao nha, còn dài cái lưỡi là khoảng 21 nè, còn cái bản lưỡi là khoảng 4,5. Rồi, qua mã nha, mã số 3 giá 320 ngàn là hai cây, bao phí vận chuyển cho anh em luôn. Anh em nào lấy một cây thì giá 200 ngàn nha, anh em lưu ý.
Tiếp theo là mã số 4. Mã số 4 là giá 500 ngàn, bao phí vận chuyển cho anh em luôn. Gồm một cây dao gọt trái cây nè, nó đóng hiệu cay nè mọi người. À, đóng hiệu cay, bén thì nó cũng như cái dao kia đó, cho nên mình khỏi cần phải thử nha. Mình đo để cho qua cho nó nhanh nha mọi người. Chỗ bén thì anh em khỏi phải bàn cãi đó, nó cắt giấy lịch thì y chang như cái dao kia đó, 23 nè, chiều dài 23, còn chiều dài của lưỡi là khoảng 12,5. 12,5, bản lưỡi là khoảng 3. Còn cái này cái dao thái nè, nó cũng đóng cay nè, rất là dày dặn luôn, dày thì cũng tương đương với cây kia thôi. Đó, còn độ dài thì nó ngắn hơn nè, nó khoảng 30,5. Bản lưỡi thì nó 5, bản lưỡi thì nó to hơn cái kia. Rất là dày nha, dày dặn, cầm chắc tay, nặng tay lắm, cán ốp gỗ đàng hoàng nha mọi người. Khỏi phải thử để cho nó lâu. Và này là cái kéo. Kéo này thì chiều dài nó khoảng tầm 22 á, 22,5. Tiếp theo là cây dao chặt. Dao chặt nó cũng đóng CK luôn. Dao này cả hộp luôn là nó gần cả ký mọi người, nó nặng lắm. Siêu nặng luôn nha. Cán ốp gỗ nè, mấy cây kia thì nó giống như cây này thôi, ốp gỗ rất là chắc chắn. Dao này ở nhà mình có xài rồi nha, xài rất là ngon nha mọi người, xài ngon lành lắm, nó không có bị gỉ sét gì đâu. Anh em có cái móc bên em xài sau anh em móc lên vậy nè, nó nặng lắm nha. Mình khoan tường mình lấy móc màng á, móc vô. Đó, xài nó không có bị sét nha mọi người. Nặng tay, chặt là vô tư, chặt gà, chặt vịt. À, thậm chí mình lấy ra mình chặt cây luôn cũng được đó, muốn chặt gì chặt nha mọi người. Nó nói chung là bộ này xài ngon lành nha, giá 500 ngàn, 4 món, bao phí vận chuyển cho anh em luôn nha. Anh em lưu ý là giá đã bao gồm phí vận chuyển nha, giá 500k, bao phí vận chuyển cho anh em luôn. Đã bao gồm phí vận chuyển nha mọi người, anh em lưu ý nha. Mã số 4 là 4 món, giá 500, bao phí vận chuyển cho anh em luôn. Mấy cái dao đó anh em vô mấy shop dao nó bán mắc tiền lắm. Nó bán 200 mấy chục ngàn, mấy dao thái nó bán 200 mấy chục ngàn cây, dao thái thịt. Và nguyên bộ đó mình thấy mấy chỗ khác là nó bán tầm 600, 650 tùy theo chỗ. Có chỗ 600, có chỗ 650 mọi người. Mình bán thì bao phí vận chuyển luôn nha, người ta bán thì chưa có bao phí vận chuyển đâu. Tiếp theo là mã số 5, giá 200 ngàn là đũa Nhật nha mọi người, đũa Nhật. Này là nó có hai loại, loại thứ nhất là cô gái Nhật và loại thứ hai là con mèo nha mọi người. Con mèo chiều dài là 27, nó để là đũa gỗ nè, đũa gỗ mà đũa này là giống như tre nha mọi người, chắc là bằng tre. À, chiều dài là 27 nha. Chiều dài là 27 cm. Nè. 24 chứ, chiều dài 24, mình nói lộn nha, chiều dài 24 nha mọi người. Chiều dài 24 cm, nhớ lộn. À, nó có hộp cô gái Nhật và hộp con mèo nha mọi người. Hộp con mèo thì nó như thế này. Đây. Đó. Hộp mèo thì nó có khi là nó trơn, có khi là nó có đây, có khi là nó trơn, có khi là nó có như vậy nè, có ngấn 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 để chống chợt á. Có nhiều anh em thì anh em thích trơn nhưng mà nó lộn xộn nha. Anh em lưu ý. Rồi 5 hộp này là giá 200 ngàn nha mọi người, bao phí vận chuyển cho anh em luôn. Mỗi một hộp là 5 đôi, 5 hộp là 25 đôi nha. Mỗi hộp là 5 đôi đũa, 5 hộp là 25 đôi. Giá của nó là 200 ngàn, bao phí vận chuyển cho anh em luôn nha. Đã bao gồm phí vận chuyển cho anh em luôn. Anh em lưu ý là mua từ sản phẩm thứ hai trở đi thì nó sẽ được giảm 30 ngàn đồng nha. Ví dụ anh em mua món này 300 nè, mua thêm món 200 nữa là 500, thì anh em chỉ trả 470 ngàn thôi. Lưu ý nha mọi người. Từ món thứ hai trở đi thì sẽ được giảm 30 ngàn đồng. Tiếp theo mã số 6 giá 300 ngàn, bao phí vận chuyển cho anh em luôn nha. Gồm có một combo như thế này đây. Cái này là combo này bán rẻ thanh lý cho nó hết mọi người. Chứ thường thường cái mấy cái túi này nè, người ta bán chỗ nào bán rẻ nhất là cũng 250 nha mọi người. Có chỗ thì bán 300, có chỗ bán 350. Mình bán combo này là giá của nó là 300 nha, bao phí vận chuyển. Gồm có một cái túi bao tử nè. Túi bao tử này có thể đeo trước bụng hoặc đeo trước ngực, mình muốn đeo đâu đeo. Đi du lịch thì mình đem theo để mình đựng điện thoại đồ cũng được nha mọi người. Đựng điện thoại đồ các thứ vật dụng linh tinh á. Còn đựng đeo trước bụng thì để đựng tiền đồ cũng được nha. Chiều ngang là khoảng 31 nè. Ngang khoảng 31. Còn chiều cao là khoảng 15. Cao khoảng 15 nha. Ngang là 31. Ngăn thì đây nó có một ngăn nè. Hai bên đây nó có hai ngăn nhỏ, ở trong này nó có một ngăn lớn nữa. Đó.
Trong này có một ngăn lớn và đây có một ngăn nhỏ có dây kéo nữa nha mọi người. Nói chung là ngăn là vậy là cũng đáp ứng đủ cái nhu cầu sử dụng của mình rồi đó. Mới thì anh em kéo xong về một bên xong anh em xé ra nha, xé ra xong anh em kéo lại. Đó, tại vì mới sử dụng lần đầu thì mình phải vậy nha mọi người. Đó, rồi đây một cái nè, đây một ngăn nữa, xé ra mình kéo lại nha. Đó. Rồi một món. Món thứ hai là cái bóp nha mọi người, cái bóp đứng. Anh em muốn lấy bóp nằm thì nói mình nha. Ví dụ anh em nào mua cái mã này mà không thích xài cái bóp đứng thì anh em lấy bóp nằm. Nhưng mà bóp đứng thì mình thấy là xài nó đẹp mọi người. Xài nó đẹp. Chỗ này nó trầy nha, trầy chứ không phải nó rách nha. Bóp đứng. Ngăn đựng thẻ thì rất là nhiều ngăn. Bằng da bò hết nha mọi người, tất cả là chất liệu là da bò hết nha. Ngăn đựng thẻ thì anh em khỏi phải sợ, vô tư luôn. Bằng da bò hết, anh em mua bóp Việt Nam sản xuất thì nó rẻ nha mọi người. Này là hàng Việt Nam sản xuất nha. Thì giá nó rẻ mà nó đẹp nữa. Giá ngon bổ rẻ nè. Ở bên ngoài này có ngăn nữa nè. Đó. Ngăn đựng thẻ thì mình khỏi phải sợ đó. Nhiều ngăn lắp đựng thẻ, giấy chứng minh nhân dân, căn cước công dân rồi đó mọi người. Căn cước công dân rồi giấy xe, giấy tờ xe rồi đó. Giấy tờ xe loại mới bây giờ nha. Loại mới bây giờ thì nó nhỏ. Còn hồi xưa thì nó to lắm. 12 nè. 9,5. Đó, xe chuẩn luôn. Rồi tiếp theo món thứ ba. Món thứ ba là dây nịt. Dây nịt này đầu này không phải bằng đồng nha mọi người. Da bò nè. Nhưng mà cái đầu thì không phải bằng đồng. Đầu thì nó bằng nhôm hay bằng gì đó. Nó không ít 500. Nó mạ màu vàng thôi. Chứ không phải là nó bằng đồng nha. Bằng da bò nha. Da bò nhưng mà nó làm kiểu nè. Đó, nó nối thêm một khúc vải như này. Rồi khúc da như này. Đó, rất là modern nha mọi người. Màu đen luôn. Nguyên combo vậy là 300 ngàn nha. Bao phí vận chuyển cho anh em luôn. Tính ra anh em mua một món 100 ngàn á. Chiều dài của cái này phải gần 1m2 á. Chiều dài của dây nịch là gần 1m2. Tất cả bằng da bò hết. Bản của nó là gần 4 phân á. Khoảng 3 phân 8 mọi người. Rồi tính ra anh em mua một món 100 ngàn á mọi người. Bao phí vận chuyển luôn nha. Mã số 6 giá 300, bao phí vận chuyển cho anh em luôn. Tiếp theo mã số 7, combo bóp dây nịch giá 290.000, bao phí vận chuyển cho anh em luôn. Combo dây nịch và bóp giá 290 nha, bao phí vận chuyển cho anh em luôn. Đây, bóp. Bóp nằm nha, rất là đẹp luôn. Bằng da bò. Bằng da bò, ngon bổ rẻ nha mọi người, ngon bổ rẻ nha. Kích thước thì cũng là 9, nó khoảng 9.5, nó nằm trong cái tiêu chuẩn mọi người, và 12 á. Ngăn thì bao la ngăn nha. Ngăn thì rất là nhiều ngăn. Ngăn đựng tiền này thì ngay cái chỗ này nè, nó hơi khó kéo lúc mới á mọi người. Anh em về thì xài từ từ thì nó sẽ mềm mại lại nha. Bằng da bò hết nha, anh em lưu ý nha, bằng da bò hết. Xài rất là bền. Mã số 7 giá 290, ngoài ra thì còn có cộng dây nịch nữa. Dây nịch thì cũng bằng da bò luôn nha, đầu thì bằng đồng nè, đầu bằng đồng. Cái này là cái logo, cái biểu tượng của dây ông địa mọi người. Đây, à, cái hiệu nữa nè. Hàng Việt Nam, tất cả hàng Việt Nam sản xuất hết nha. Này gọi là da bò cháy á. Da bò cháy. Sáp thì nó không có phủ lớp bóng này. Còn này là gọi là da bò cháy nha mọi người. Đó, mặt sau thì nó làm cũng ít sừ. Ít sừ nha. Nó đóng USA nè. Nhưng mà tất cả là hàng Việt Nam sản xuất hết nha mọi người. Đầu bằng đồng nha. Rồi, cái này dài hơn 1m2 nha. Dài khoảng 1m23. Rồi mã số... Mã số 7 nha mọi người, giá 290.000, bao phí vận chuyển cho anh em luôn nha. Cái nịch này bản thì nó cũng khoảng 3 phân 8 nha. Bản khoảng tầm 3 phân 8. Giá là 290.000 là combo 2 cái nha mọi người. Chưa có bao giờ mà mua hàng mà nó rẻ như lúc này nha.
hàng lúc trước là anh em nội mua cũng như nịch không là giá 300.000 mọi người. Tiếp theo mã số 8, 290.000 bao phí vận chuyển cho anh em luôn. Mã số 8 thì cái bóp thì cũng bóp ngang tương tự, ngang bên trong thì nó cũng tương tự nhưng mà nó khác màu là màu xanh nha mọi người, như khác cái logo nè, mình khỏi phải mở ra nó tránh mất thời gian nha. Đó, màu xanh đẹp lắm. Còn dây nịch thì nó cũng y chang như cái kia thôi mà nó màu đen nha mọi người, màu đen thui thù lùi luôn, y chang như cái kia thôi, đầu bằng đồng nhưng mà nó màu đen, nó khác màu nha. Còn ông địa đồ thì nó giống hết, nó khác màu thôi. Còn chiều dài rồi thì nó có thể dài ngắn khác nhau nha, tại vì nhiều cộng có thể người ta làm 1m2, nhiều khi nó hụt 1m2, nhiều khi nó hơn 1m2 đó, nhưng mà chuẩn của nó mấy loại dây nịch này chuẩn nó là 1m2 nha. Cái bóp này đẹp lắm. Rồi mã số 8 nha, 290.000 luôn, bao phí vận chuyển cho anh em luôn nha. Tiếp theo là mã số 9 combo này nè, hôm nay là bán giá thanh lý giá rẻ cho anh em về, anh em mua anh em xài nha. Giá 350.000 bao phí vận chuyển cho anh em luôn. Mã số 9 350 gồm có một cái hộp này là hộp đựng trà nha mọi người, hộp đựng trà 1 2 3 4 5 6 lục giác, chiều cao là khoảng 17 nè, chiều cao khoảng 17, còn đường kính nó thì khoảng 10.5, còn đo ngay cạnh thì nó khoảng 12 nha mọi người. Có hình con ngựa đây, ngựa mà có cánh nữa, là mã đáo thành công mà thành công lớn luôn, tại vì ngựa có cánh thì nó bay dữ lắm. Còn hộp này là hộp khăn giấy, hộp đựng khăn giấy, tất cả bằng gỗ hết nha, bằng gỗ hết, hộp đựng khăn giấy. Chỗ này thì nè, nó có cái khóa nè, mình mở ra bên trong thì nó hơi móc, thì giờ anh em chùi lại nha. Cái này thanh lý cho anh em về xài 350.000 nha mọi người, bao phí vận chuyển cho anh em luôn. Còn hộp thì hộp đựng khăn giấy đó, anh em muốn mở ra anh em đè xuống chút xíu, bên trong nè, bên trong này còn đẹp trai nha. Rồi món thứ ba là cái hũ đựng tâm hình hồ lô nha mọi người, hồ lô rất là đẹp luôn. Món thứ tư là cái hộp khăn giấy này là có hình Phật Di Lạc nè nha mọi người, Phật Di Lạc rồi mặt trời rồi cây đồng tiền nữa, nó cũng mang giá trị phong thủy nha. Còn cái này là rồng và phụng, đây là rồng nè, đây là phụng nè, cái này gạt tàn thuốc nha mọi người, nguyên miếng gỗ to đùng luôn, nó hình vuông cho nên mình đo một cạnh thôi, khoảng 13 mọi người. Rồi bốn món này giá 350.000 nha, mã số 9 350.000 bao phí vận chuyển cho anh em luôn. Tiếp theo mã số 10, mã 11 và mã 12 đồng giá là 200.000 bao phí vận chuyển cho anh em luôn. Dây đồng hồ nha mọi người, dây đồng hồ, dây này dây da chân con đà điểu size 18 nha, tất cả này size 18 hết. Dây cái mã này thì nó có hai màu, mã số 10 là nó hai màu nè, màu nâu sáng và màu nâu tối, size 18 nha mọi người. Xe 18 ở đây nó có đục lỗ sẵn nè. Đó, và nó không có khóa nha. Khóa thì về anh em lấy khóa zin của cái đồng hồ mình để vô, chứ khóa người ta không có bán kèm theo nha. Còn mấy lỗ này thì nó đục rất là dễ. Ở đây nó có lỗ sẵn mà người ta ép keo á, nó bít gì đó, mình lấy cái tâm hay gì mình trọt cái là nó vô à. Xe 18 nha. Đó, cái mấy cái dây da thật này nè, anh em về mà anh em đi thay đồng hồ á, mà lại tiệm ha, mà nó quất anh em là một dây không có dưới 200.000 đâu mọi người. Đó, anh em mua combo gì 200.000 để dành xài nha, về mình tự thay cũng được nữa, lên mạng, lên YouTube bấm vô người ta chỉ cách cho thay. Mã 11 cũng 200 luôn, hai dây màu giống nhau nha mọi người, màu giống nhau nha, giá 200 luôn. Tiếp theo mã 12 là cũng là size 18 luôn, một dây là da đà điểu, một dây da cá sấu. Đó, dây da cá sấu thì nó có khác một cái là chỗ cái lỗ này nó không có đục nè, về mình tự đục nha, về tự đục. À, cái lỗ chỗ này nè, nó không có đục, về mình tự đục. Da cá sấu mã 12 giá 200k luôn, bao phí vận chuyển cho anh em luôn. 10, 11, 12 đồng giá là 200, bao phí vận chuyển cho anh em hết nha. Tiếp theo là mã số 13. Mã 13 là giá 300.000, bao phí vận chuyển cho anh em luôn. Gồm một cái đồng hồ nè, đồng hồ nữ nha mọi người, một cái đồng hồ. À, mua về cho con em mình đeo đi học, mấy đứa mà học lớp 6 rồi mọi người, đeo cũng đẹp. À, con gấu rất là đẹp nha, hiện tại là đang chạy đúng giờ nè. À, cái này là Disney. Không có bao chống nước nha anh em lưu ý, về mình muốn chống nước thì mình ra tiệm cho nó dán keo chỗ cái cốt này nè. Đồng hồ vài chục triệu người ta không có bao chống nước đâu.
không ai bao chống nước cho mình đâu nha. À, cái này mình đã thay cái dây da mới nha. Nội dây da mới không đủ tiền mọi người. À, một cái nha, cái size này thì size nữ. Cho nên là nó nhỏ. Chưa tính núm là khoảng 27,3 nè, còn tính núm là khoảng 29,6. Một cái nha. Cái thứ hai là cũng là cái đồng hồ nữ luôn mà cái dạng kiềng mọi người. Nó cũng khá là đẹp. Đây, mặt đồ còn cũng nói chung là hàng đã qua sử dụng thì nó có trầy xước nha mọi người, nhưng mà cơ bản là nó cũng còn được đẹp đẹp nha. À, mình đeo thời trang được cũng đẹp, như cái kiềng vàng nó màu vàng khè luôn nè. Về anh em chùi lại. Hiện tại nó cũng chạy đúng giờ nè mọi người. À, cái cốt này mình muốn chỉnh thì mình kéo ra. À, mình muốn đeo vô cũng vậy, muốn đeo vô thì mình kéo ra mình đeo vô tay, tại cái tay mình to quá đeo không có vừa nha mọi người, đeo không có vừa. Còn cái hiệu nó như này đây. Rồi, hai cái này là giá 300.000 nha mọi người, bao phí vận chuyển cho anh em luôn. Đồng hồ nữ nha, đồng hồ này thì size nó cũng nhỏ gọn mọi người, do nó cái hình dài, cái chiều này chưa tính núm là 18,4 nè, 18,4, còn chiều này thì nó khoảng 24,8, chiều này là khoảng 24,8. Giá 300k nha mọi người, bao phí vận chuyển cho anh em luôn. Tiếp theo mã 14 nha mọi người. Mã 14 giá 1.200.000 đồng, bao phí vận chuyển cho anh em luôn. Cái hộp này là không phải cái hộp của nó nha. Cái hộp này là để mình để vô để giao cho anh em, cho cái đồng hồ nó đến tay anh em nó an toàn thôi. 6 kim 3 cốt nha mọi người. Cái đồng hồ này nó có chức năng chronograph nè. Hiệu của nó là hiệu Agenda nha mọi người. Agenda. Hiện tại chạy đúng giờ đúng ngày nha. Nó có chế độ chronograph là cái kim ở dưới đây nè mọi người, kim chỗ này nè. Đó, tức là anh em bấm ở đây hoặc là bấm đây là nó chạy nè. Chronograph là cái gì, là mình bấm giờ của mọi người, đồng hồ bấm giờ thể thao á. Đồng hồ bấm giờ thể thao á. Ở đây là chế độ nó chạy 24 tiếng hay gì đó. Thì 6 kim này thì về anh em nghiên cứu thêm nha. Mình không có rành cái này. Còn cái hiệu nó dưới đây nè. Đồng hồ này là thương hiệu của Nhật nha mọi người. Hình thức nó còn cơ bản là đẹp nha. Mặt đồ nó còn cơ bản đẹp hết. Đó, cái đồng hồ này size nó to đùng luôn. Size to đùng luôn. Lên tay thì cực kỳ đẹp luôn. Anh em nào tay to là đeo đồng hồ này là siêu đẳng cấp luôn nha. Mình đeo vừa luôn nè mọi người. Dây đồ nó còn đẹp lắm. Cái khóa nó mình bóp chỗ này nha. Cái size của nó thì đây, size chưa tính núm là khoảng 43,9 nè. 43,9. Tính luôn cả núm là khoảng 48 mọi người. Tính luôn cả núm là khoảng 48. 47,9 nè. Đó, còn rất là đẹp nha. À, giá của nó là 1.200.000 đồng, bao phí vận chuyển cho anh em luôn nha mọi người. Đã bao gồm phí vận chuyển nha, anh em lưu ý, đã bao gồm phí vận chuyển rồi luôn rồi. Mình mua hàng thì chỉ trả đúng 1.200.000 thôi. Là mình có cái đồng hồ rất là đẹp để mình xài. Hình thức nó còn mới lắm nha. Hình thức còn rất là mới. Và thương hiệu này là thương hiệu của Nhật. Tiếp theo là mã số 15 giá 1.500.000. Mã 15 giá 1.500.000. Đồng hồ này thương hiệu thì nó đắt tiền hơn. Độ mới thì nó không bằng cái kia nha. Độ mới thì qua sử dụng thì nó cũng có trầy trầy nhẹ nhẹ nha mọi người. Ở trên mặt kính này nè, nó có trầy nhẹ nhẹ nha. Và mấy cái vết trầy này nè, anh em lại mà mới có mấy cái tiệm đánh bóng á, mặt đánh bóng luôn cả cái inox này luôn nè, đánh bóng mặt kính luôn, nhưng mà nó trầy này thì cũng không ảnh hưởng đến thẩm mỹ đâu. À, anh em thấy cái vết trầy không, nhẹ 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 đó.
Có những cái tiệm là nó đánh đồng hồ mà người ta chuyên, người ta xử lý, anh em nhìn anh em không biết đâu, còn cái này là nguyên bản, mình mua sao bán vậy chứ mình không có đánh gì hết. Còn mấy chỗ khác á, người ta đánh lên nó bóng như mới vậy. Mình là nguyên bản nha, đồng hồ này đồng hồ là của công ty quân đội Thụy Sĩ nha mọi người. Nó cái thương hiệu của nó là Military nè, Swiss nè. À, có chức năng chronograph luôn, anh em bấm nút này là cái kim dây này nó chạy nè, kim dây của nó là cái kim nhỏ bên trong, còn cái kim dây lớn này là cái chức năng bấm giờ thể thao. Hiệu của nó dưới đây đây. Thụy Sĩ nha mọi người. Nhiều anh em rất là thích những cái dòng của những công ty quân đội này. Gọi là hồi quân đội Thụy Sĩ á. Anh em rất là thích. Đó, Swiss nè. Chống nước là 100 mét nhưng mà mình không có bao nha mọi người. Anh em lưu ý là tất cả các đồng hồ người ta bán không có ai bao chống nước đâu. Swiss made nè, sản xuất tại Thụy Sĩ luôn nha. Pin đồ thì còn chạy ngon lành nha mọi người. Lên tay thì cũng khá là đẹp luôn. Tay này mình đeo vừa hết, hai cái đồng hồ này mình đeo vừa hết nha. Ngon lành, đẹp nha mọi người. À, về anh em biết chỗ nào đánh bóng anh em đánh cái ra là nó như mới luôn mọi người. Giá nó 1,5 triệu nha, bao phí vận chuyển cho anh em luôn. Cái viền này làm khí 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 rất là đẹp luôn nha mọi người. Rồi để mình đo cái size nha. Size chưa tính núm thì khoảng 38,6. Còn tính luôn cả núm là khoảng 42 nha mọi người. Tính luôn cả núm là 42, còn chưa núm thì 38,6. Rồi, mã số 15 là giá 1,5 triệu đồng, bao phí vận chuyển cho anh em luôn nha. Anh em lưu ý là giá đã bao gồm phí vận chuyển cho anh em luôn nha. Nhiều anh em sưu tầm, thích sưu tầm á, thì rất là thích những cái dòng này. Rồi, tiếp theo là mã 16 và mã 17. Đó, hai cái bình này anh em mua về uống cà phê là ngon lành cành đào luôn. Có điều kiện thì dứt luôn hai cái nha mọi người. Pha ly cà phê ngồi nhấp nháy mà những anh em mà lắm tiền nhiều của đại gia là rất là đã nha. Mã 16 giá 700. Này hàng của Đức nha mọi người. Gạt money nè. The money. Swiss gì đó. Đó. Rất là đẹp nha. Đây, nó có bối cảnh ngày xưa hay sao, mình cũng không rành mấy cái vụ này nha. Rất là đẹp. Ở đây là cái hình cái đầu của con sư tử hay sao. Ở đây là kim loại. Ở đây là bằng gốm. Bên trong thì mình nhét cái bọc vô để cho nó không có chống bể mọi người. Bên trong nè. Anh em pha ly cà phê đá, cà phê nóng gì đó. Cái này thì size nó cũng vừa một ly cà phê mọi người. Về mà để nhà uống nha. Rất là sang và cái đặc biệt là mấy cái loại này là nó rất là lâu tan nha mọi người. Rất là lâu tan luôn á. Chiều cao mà chưa có tính cái nắp là khoảng 13,5 nè. Tính luôn cái nắp tuốt trên là khoảng 16,5 á, tới trên đỉnh này khoảng 16,5. Đường kính phía dưới nè, đường kính phía dưới là khoảng 8. Còn đường kính phía trên là khoảng 6,5. Đó, siêu đẹp luôn nha. Anh em nào nhà có tiền chút xíu anh em mua cái này đi, hai cái về. Vợ một cái, chồng một cái ngồi nhâm nhi mà nhà mà có sân thượng thì lên sân thượng mà hai cái tách này uống hai ly cà phê đá. Rồi, ngồi hai vợ chồng tâm sự ngon lành luôn. Rồi, tiếp theo là cái thứ hai, cái này cũng 700 luôn nha mọi người, bao phí vận chuyển cho anh em luôn. Là mã số 17 nè, giá 700 luôn, bao phí vận chuyển cho anh em luôn. Cũng đứt này nha mọi người. Đó. Cái này mỗi cái thì nó có vẻ đẹp riêng. Cái kia thì nắp nó làm bằng gốm luôn. Ở này nó phủ bóng giống như cái lưu vậy mọi người. Nó làm giống như cái lưu vậy. Bóng 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 giống như cái lù hũ mắm của mình á. Cái nắp đây. Nắp này thì nắp bằng kim loại nha. Bên trong thì nó bóng luôn nè. Cái kia thì bên trong nó cũng bóng mà nó màu trắng. Còn này nó làm màu màu da lu á. Rất là đẹp. Cái này thì có thể đựng nhiều nước hơn cái này á. Thấy nó lùng. Nhưng mà nó to.
chồng thì xài cái này, vợ xài cái này. Đẹp nha mọi người. Cao khoảng 12 nè. Hơn 12 tí nha, khoảng 12.5 á. Đường kính miệng nè là khoảng 8 nè. Đường kính phía dưới đáy nè là khoảng hơn 11, khoảng 11.3. Nắp đậy lại. Nó rất là lâu tan, mấy loại này rất là lâu tan nha. Lúc trước mình bán cái này cũng nhiều lắm mà giá nó cao mọi người. Giá nó cao, một cái bình á, bình khoảng vậy nè, đẹp vậy nè là không có dưới 1 triệu đâu. Bình to hơn xíu là bán khoảng tầm 1 triệu rưỡi một cái á. To hơn xíu. Còn đẹp cái này thì nó cũng khoảng tầm 1 triệu 2 mọi người một cái. Đó, giá nó rất là cao luôn mà mình bán hết trơn rồi. Tới khi mà bán hết á, ước mơ có một cái để mà trưng bày không có mọi người. Giờ dịp có dịp rồi, mình để một cái để mình để một cái để mình trưng bày mình xài cho nó đẹp mọi người, để nhiều khi mình cần mình không có. Để lâu lâu lấy ra uống cà phê cũng được. Rồi qua mãi nha mọi người, hai cái 16 17 đồng giá là 700.000 một cái. Anh em có điều kiện thì quất luôn hai cái nha mọi người. Bút luôn hai cái thì nó được giảm giá, hai món thì giảm 30.000, nhưng mà anh em lấy hai món này thì giảm 50.000 luôn, là nó còn 1.350.000 bao phí vận chuyển cho anh em luôn nha. Tiếp theo mã 18 là giá 600.000 bao phí vận chuyển cho anh em luôn. Cái đồng hồ hàng xưa nha mọi người, liên quan tới cái này thì hơi mất thời gian chút xíu, kể chuyện anh em nghe chút xíu nha. Thì lúc Tết á, lúc Tết mình đi thấy một cái nhà đó người ta trưng bày rất là đẹp luôn mọi người. Trưng bày theo kiểu cổ xưa á, Tết người ta lấy một cây mai cũng to to nha. Xong rồi người ta để xung quanh đó là một cái cassette, cái cassette nội địa Nhật á, cassette nội địa Nhật đẹp lắm. Rồi một cái tivi, cái tivi dạng cổ mà tivi trắng đen ngày xưa á, để bên nữa không có xài, người ta để trưng bày thôi. Rồi người ta để cái điện thoại đây nè, và vài cái bình hoa nữa. Trời ơi, nhìn vô không, nó cực kỳ đẹp luôn mà không dám lại để chụp hình mọi người, tại vì Tết mà. Tết mình đâu có dám đi vô nhà người lạ, mà đâu có dám đi khơi khơi vô mà chụp hình khơi khơi mọi người, không dám. Nhìn cái người ta trang trí cực kỳ đẹp luôn, đã lắm. Mấy cassette mà không có xài được, mà chủ yếu là nó xưa thôi, nó xưa cho nên người ta lấy người ta trưng bày thôi. TV cũng vậy, điện thoại, rồi với mấy cái bình hoa đó, bình hoa Nhật. Công nhận nhìn vô cái không khung cảnh nó cổ cổ quá, nó đẹp làm sao đâu. Rồi cái này nha, quay lại vấn đề giá mã 18 giá 600k. Cái này nhiều khi là một số anh em mua về là nói là còn xài được luôn nha mọi người. Mấy cái này là bánh xe nè, rất là nhẹ nhàng, anh em về để lâu ngày mà nó cứng á, anh em mở ra, mở mấy ốc dưới nè, bên trong là bộ máy nó bằng đồng hết mọi người, bằng đồng bánh răng đồ, đã lắm. Cái này là của hãng Toshiba, sản xuất năm 71 nè, phía dưới đáy đồ còn rất là đẹp luôn nha, rất là đẹp luôn, sản xuất năm 71. Anh em mở ốc này nè, mở hai ốc thôi, anh em lấy ra, rồi anh em ở bên trong nó có cái nắp nữa, anh em xịt vô cái bánh răng RB7 vô cái bánh răng là nó sẽ trơn tru trở lại. Nhiều khi nó để lâu ngày nó gít á, anh em xịt RB7 nhẹ vô là nó trơn tru trở lại. Máy bên trong nó bằng đồng nha mọi người, cái khung này là khung này bằng nhựa nha, nắp ở dưới đây là bằng sắt, bằng kim loại á, bằng sắt. Còn máy bên trong á, chuông là nó bằng đồng. Anh em nghe, bỏ nhẹ nhẹ anh em nghe cái chuông nó reo đó ha. Nhiều khi nó xài được luôn đó, dây còn luôn nè. Đó, mình không có đảm bảo là xài được hay không nha, về anh em đấu dây vô á. Nhiều khi nhà anh em nào có xài còn xài điện thoại bàn á, nhiều khi nó xài được luôn. Hoặc là mấy cái cơ quan đâu rồi, để trưng bày cũng đẹp. Này bằng đồng luôn nè. Bằng đồng mà nó mạ lớp gì đó, qua thời gian cũng mấy chục năm rồi mà nó vẫn còn đẹp. Nó vẫn còn đẹp nha mọi người. Đó. Đồng nó mạ cái lớp gì không biết luôn mà nó còn đẹp lắm. Nè, nó không hết 500 nha. Ở dưới đây là tại vì nó có cái gì cái miếng sắt ở dưới nó hít á, nhưng thực chất là nó không hít 500. Tại vì bên trong nó có miếng sắt gì á thì nó hít nhẹ, còn vòng là nó không hít. Có cái thì nó làm bằng nhôm, có cái thì làm bằng đồng. Rồi, mã số 18 nha mọi người, giá 600k, anh em mua về trưng bày đi, rất đáng đồng tiền bát gạo luôn. Đó, Nhật nguyên con nguyên zin hết, không có thay thế cái gì hết nha mọi người. Hàng nội địa Nhật, không có thay thế bất cứ thứ gì hết. Bánh răng đồ quay số còn ngon lành hết nha mọi người. Còn đẹp lắm nha. Rồi giá chỉ có 600 thôi.
bao phí vận chuyển cho anh em luôn. Rồi, hôm nay là có tổng số là 18 món giới thiệu đến anh em. Anh em thấy món hàng nào phù hợp với nhu cầu sử dụng, sở thích, sưu tầm thì liên hệ đặt hàng qua số điện thoại là 0988190303, mình tên Được ở An Giang. Anh em đặt hàng thì lưu ý xem, nghe, suy nghĩ kỹ trước khi quyết định chốt hàng. Và khi quyết định chốt hàng rồi thì chịu trách nhiệm với quyết định của mình. Anh em xem, nghe, suy nghĩ của món hàng đấy như thế nào, xuất xứ từ đâu, công dụng ra sao, có phù hợp với nhu cầu sử dụng, sở thích, sưu tầm của mình hay không, rồi hãy liên hệ đặt hàng nha mọi người. Đừng có gấp nha, anh em lưu ý đừng có gấp, cứ từ từ suy nghĩ từ từ rồi mình hãy đặt hàng, đừng có gấp nha. Anh em đặt hàng thì lưu ý là mua từ sản phẩm thứ hai trở đi thì sẽ được giảm 30.000 đồng. Đó, giá thì đã bao gồm phí vận chuyển và từ sản phẩm thứ hai trở đi thì được giảm 30.000 đồng. Do đó trong một clip anh em nên mua 1-2 món, 2-3 món gì đó thì để cho giá thành nó rẻ xuống nha mọi người. Anh em lưu ý như vậy thôi. Anh em xem clip thì vui lòng ủng hộ bằng cách là ví dụ mình không có thấy món hàng nào phù hợp thì mình chia sẻ clip để cho nhiều người biết để người ta mua mọi người. Đó cũng là một cách để mà anh em ủng hộ mình nha, chứ không nhất thiết là anh em phải mua hàng. Tại vì trong clip đó mình không có thấy món hàng nào mình thích hết thì mình xem video xong rồi mình ấn nút chia sẻ mọi người. Còn anh em làm biếng xem thì anh em chịu khó bắt cái điện thoại lên đó, rồi anh em quăng thí chỗ nào đó thì cho nó tự chạy thí đi, xong rồi hết rồi mình tắt. Chân thành cảm ơn anh em rất là nhiều trong thời gian qua đã đồng hành và ủng hộ kênh của mình. Hy vọng rằng trong thời gian tới anh em tiếp tục ủng hộ để công việc bán hàng của mình nó được thuận lợi, suôn sẻ, thì sẽ có động lực để mà phục vụ cho anh em ngày càng tốt hơn. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những video tiếp theo. Anh em nhớ là nhấn like xong rồi chia sẻ video để nhiều người biết đến nha. Trân trọng cảm ơn anh em rất là nhiều. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.